Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh Thời trang may mặc của Huyền A Dốc Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu áo thun kiểu của nữ. Nếu phần 1 mình đã hướng dẫn các bạn cách cắt và may hoàn chỉnh cổ sau của mẫu áo, thì sang phần 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu áo này. Và phần sau là phần 3 mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may cổ của thân trước cũng như lắp ráp hoàn chỉnh mẫu áo này. Và đây là mẫu áo của mình. Mẫu áo của mình là áo crop top, có bo gấu, tay của mình là tay liền. Cổ sau của mình là cổ tim có lơ, cổ trước của mình là cổ tròn và có bổ lẹp. Và mẫu áo dáng ngắn có bo gấu, crop top này mình phối được rất nhiều đồ như quần ống suông, quần giả váy, quần baggy, chân váy xòe, chân váy ôm mình đều mặc được. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi may phần cổ trước và lắp ráp hoàn chỉnh mẫu áo này. Đây là phần cổ trước của mình. Cổ trước của mình có bổ lẹp và có viền cổ rời. Trước khi đi may lẹp thì các bạn sẽ ép cho mình make vào phần lẹp áo. Và may cho mình đường may là 0,7 cm. Sau khi may xong mình sẽ bấm ngạnh tre, để lại cho mình tầm 0,2 ly. Để mình lộn đẩy cái phần nẹp vào trong. Các bạn nhớ là bấm sát cho mình nhé, để lại 0,2 ly. Tức là để lại tầm 1 mũi chỉ nhé. Sau khi mình bổ ngạnh tre xong thì mình sẽ mí vòng quanh lẹp áo. Mí xong thì mình ra mình vắt sổ xung quanh lẹp áo. Và khi may cái đoạn dưới của chân nẹp thì các bạn sẽ kê giấy lên cho mình, vì vải của mình giãn rất là nhiều. Các bạn kê giấy lên thì nó không đẩy về đằng trước nhé. Và đây là phần nẹp áo mình đã may xong. Sau khi mình may xong nẹp áo thì mình sẽ may cái phần viền cổ phần nẹp áo. Và đây là dây viền cổ của mình. Mình sẽ ghim hai đoạn dây viền cổ này lại trước, sau đó mình mới ghim vào thân áo và may hoàn chỉnh phần dây viền cổ và phần cổ áo. Đường ghim thì mình ghim là 0,1, tức là bọc một đường mí thôi nhé.
Và trước khi đi may phần dây viền cổ và phần cổ áo thì phần nẹp này mình sẽ phải vắt sổ nhé. Các bạn sẽ vắt sổ cho mình vòng quanh nẹp áo. Sau đó mình sẽ gập đôi phần nẹp áo lại vào và sửa cho mình cái đầu dưới chúc xuống là 0,5 cm. Để khi mình may phần dây viền cổ vào thì nó đẹp hơn, nó không bị ngửa lên trên nhé. Có nghĩa là cái phần dây viền cổ của mình nó không bị đẩy lên trên, nó sẽ đẹp hơn. Sửa đi cho mình là 0,5 cm. Sau đó mình mới ghim dây viền cổ vào phần cổ áo. Và dây viền cổ này mình may là 0,7 cm. Và đây là phần dây viền cổ mình đã may xong. Sau khi may xong thì mình sẽ ra vắt sổ xung quanh cái viền cổ này. Vắt sổ xong đường may thì mình sẽ mí một đường xung quanh vòng cổ trước. Sau khi mình mí xong thì các bạn sẽ ghim cho mình hai cái đoạn viền cổ này lại với nhau. Ghim cho mình tầm 2-3 mũi chỉ thôi nhé. Để khi mình mặc nó không bị hở.
Và đây là phần vai áo mình đã hướng dẫn các bạn may xong. Sau khi may xong vai áo thì đường may các bạn sẽ lật về thân sau và di cho mình một đường. Đường di này của mình là 0,7 cm, có nghĩa mình di bằng một chân vịt. Đường may các bạn sẽ lật về thân sau là thân mình may lơ áo. Sau khi mình di xong hai vai áo thì mình sẽ may phần tay áo. Đường may của mình là 3 cm. Thì đường giữa của mình là 2,8 nhé. Cm là được. Và giữ hai bên tay áo cho mình. Giữ xong thì mình sẽ lật ra. Để mình làm tay áo lật. Đây là phần cửa tay mình đã hướng dẫn các bạn may xong. Các bạn sẽ đẩy cho mình đường may vào. Còn để lại cho mình tầm 1 cm. Và may cho mình trùng đúng vào đường can của phần vai áo này. Là mình được tay áo lật. Và tay áo bên kia các bạn may như tay áo bên đây cho mình là được. Sau khi mình may phần cửa tay xong thì các bạn sẽ ghim cho mình hai cái phần đầu cửa tay lại với nhau. Ghim xong mình sẽ ra mình may phần sườn của áo. Và bên kia các bạn may như bên đây cho mình là được. May xong sườn áo thì mình đi may bo gấu là mình hoàn thiện mẫu áo này. Và các bạn lưu ý khi mình may xong cái phần cửa tay của mình ở phần sườn nó sẽ trùng với nhau là được. May xong phần sườn hai bên thì mình sẽ đi may bo gấu. Các bạn sẽ can bo và chạy cho mình.
gấp hai mặt phải và bo vào với nhau, may một đường. Sau đó mình chia bo gấu làm hai phần bằng nhau. Điểm giữa của bo gấu sẽ trùng với điểm sườn của phần thân áo. Và mặt phải của bo sẽ gấp với mặt phải của phần thân áo. Và may một đường. May xong thì mình sẽ ra là mình hoàn thiện mẫu áo này. Và đây là mẫu áo thun crop top kiểu lữ. Mình đã hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.